Các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt đầm xuông đuôi cá mẫu như trên theo yêu cầu của các bạn mẫu là cổ tàu mở cúc từ phần ngực lên phần dưới thì có độ hơi xòe xéo vì vậy thì chúng ta sẽ cắt kiểu sẵn dọc thì phần dưới mới có độ xòe xéo đẹp mình sẽ chọn công thức dễ nhất để hướng dẫn các bạn để cho các bạn chưa học may thì các bạn xem các bạn cũng sẽ tự cắt được một cách dễ dàng công thức mình hướng dẫn là công thức chung cho tất cả các số đo các bạn nhỏ các bạn trung bình các bạn mập thì đều áp dụng cắt được các bạn có yêu cầu ý kiến hay thắc mắc gì thì cứ comment để dưới phần bình luận và đừng quên tặng mình một like đăng ký kênh nhấn chuông để cập nhật sớm nhất video tiếp theo cảm ơn các bạn vải để cắt mẫu như trên thì các bạn cần chuẩn bị vải bằng dài váy cộng với dài tay cộng với 10 phân may khổ vải thì phải rộng từ 150 trở lên và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trên màn hình là mẫu số đo của chúng ta cắt hôm nay các bạn xem để dễ hình dung đầu tiên thì các bạn gấp giấy và như này chúng ta sẽ cắt kiểu giãn dọc chúng ta sẽ cắt thân trước của váy các bạn trải vải cho bằng phẳng và kẻ một đường thẳng để lấy tâm điểm. Các bạn kẻ chiều dài mẫu này thì chúng ta sẽ cộng phân may vào ngay để cắt theo đường phần cho dễ thì sẽ bằng dài váy cộng với 3 phân may. 3 phân may là may đường gấu 2 phân, đường trên vai 1 phân. Dài mẫu là 120 cộng với 3 phân may thì chúng ta kẻ chiều dài 123. Mình cắt trên giấy nên là cái khoảng chiều dài thì mình cho ngắn hơn so với cái số đo để cho khung hình dễ nhìn các bạn nhé. Các bạn kẻ vai thì sẽ bằng vai chia 2 cộng với 0,5. Vai mẫu là 42 chia 2 cộng 0,5 thì chúng ta kẻ ngang vai 21,5. Các bạn kẻ vào cổ thì bằng vòng cổ chia 5 cộng 0,5, vòng cổ mẫu là 40 chia 5 cộng 0,5 thì chúng ta kẻ vào cổ 8,5 bạn kẻ xuống cổ thì bằng vào cổ 8,5. Các bạn kẻ nối hai điểm lại với nhau để vẽ vòng cổ. Các bạn vẽ từ đường chéo ra đường vòng cổ là một phân rưỡi. Các bạn kẻ xuôi vai thì bằng vai chia 10 cộng 0,5. Vai mẫu là 42 chia 10 cộng 0,5 thì chúng ta kẻ xuôi vai 4 phân 7. Các bạn kẻ nối vào điểm cổ là được đường vai. Bạn kẻ hạ nách tức là hạ ngực tính từ đường thẳng cổ xuống thì bằng công thức vòng ngực chia 4 1. Ngực mẫu là 94 chia 4 1 thì chúng ta kẻ hạ nách 22,5. Các bạn kẻ ngang ngực thì bằng công thức vòng ngực chia 4 cộng với 2 phân cử động là cho vải không co giãn, vải co giãn thì cộng với 1,5 phân cử động hoặc là co giãn nhiều như vải thun thì các bạn cộng 1 phân và cộng tiếp với 2 phân may, ngực mẫu là 94 chia 4 cộng với 2 phân cử động và cộng với 2 phân may thì chúng ta kẻ ngang ngực 27,5. Từ đầu điểm vai các bạn vào 2 phân kẻ thẳng xuống từ đầu điểm vai các bạn kẻ xuống 2 phần 3 để vẽ vòng nách các bạn kẻ hạ eo thì các bạn đo từ đỉnh điểm vai xuống đến cách bên trên rốn 3 phân khi đo váy thì các bạn đo ngay điểm hạ eo này mẫu của chúng ta hạ eo là 38 Các bạn kẻ ngang eo thì sẽ bằng công thức vòng eo chia 4 cộng với 3 phân cử động. Mẫu này là xuông nhẹ nên là cộng với 3 phân cử động và cộng với 2 phân may. Eo mẫu là 82 chia 4 cộng với 3 phân cử động và cộng với 2 phân may thì chúng ta kẻ ngang eo 25,5. Kẻ phần ngang gấu tức là ngang lai thì sẽ kẻ bằng ngang ngực cộng với 3, ngang ngực mẫu của chúng ta là 27,5 xuống ngang gấu cộng với 3 là 30,5. Các bạn kẻ ngang gấu tức là ngang lai thì sẽ kẻ bằng ngang ngực cộng với 3, ngang ngực mẫu là 27,5 xuống ngang gấu cộng 3 là 30,5. Các bạn kẻ nối các điểm này lại với nhau. Chúng ta sẽ kể đến phần đuôi cá thì từ đường kẻ phấn các bạn lên 18 phân và các bạn kẻ nối từ điểm này lên điểm 18 phân Các bạn vẽ đường vòng như này Vẽ đến điểm này thì các bạn vẽ xuống cái phần dưới chúng ta đánh dấu là hai phân như vậy nó mới có cái độ vòng các bạn ạ Điểm này thì các bạn vẽ xuống phần dưới đánh dấu là hai phân Vẽ như vậy mới có độ vòng các bạn ạ chúng ta đã vẽ xong bây giờ là các bạn sẽ cắt điểm vẽ vòng này ra là hai phân các bạn nhé theo công thức là chúng ta đã cộng phân may rồi các bạn cắt theo đường phấn như này các bạn lưu ý riêng đường cổ và đường nách thì các bạn chỉ may đường may một phân đổ lại chúng ta đã cắt xong thân trước tiếp theo là chúng ta sẽ cắt thân sau sau đó mới giãn dọc chúng ta sẽ giãn dập cả hai thân trước và thân sau sau là các bạn gấp vải như này, mẫu là dáng suông nên là không cần may khóa, còn nếu như các bạn thích may khóa sau thì các bạn sẽ cắt đôi cái phần thân sau ra và chờ đường may là được. Các bạn lấy thân trước đặt lên vải thân sau, các bạn trải vải thân trước và thân sau phải có độ bằng phẳng đều nhau thì cắt ra mới bằng nhau và đẹp. Từ ở cái đỉnh điểm vai thân trước này thì các bạn sẽ giống thẳng lên hai vân đánh dấu lại tức là chúng ta để trồm vai hai vân. Chúng ta phải trồn vai thì mặc mới đẹp. Các bạn kẻ ngang vai thân sau thì bằng ngang vai thân trước 21,5 các bạn kẻ vào cổ thân sau thì bằng vào cổ thân trước 8,5 Các bạn kẻ xuống cổ thân sau 3 phân các bạn kẻ đường chéo như này để vẽ vòng cổ Các bạn vẽ từ đường chéo ra đường vòng cổ là 1 phân 2 Các bạn kẻ xuôi vai thân sau thì giảm 1 phân so với xuôi vai thân trước Xuôi vai thân trước là 4 phân 7 Thân sau giảm 1 là 3 phân 7 Các bạn kẻ nối vào điểm cổ là được đường vai sau Các bạn đánh dấu điểm ngang ngực và điểm góc nách xuống vải thân sau các bạn kẻ ngang ngực thân sau thì bằng ngang ngực thân trước 27,5. Từ đầu điểm vai các bạn kẻ nối xuống điểm góc nách chúng ta đánh dấu. Từ đầu điểm vai các bạn vào 2 phân kẻ xuống 2 phần 3 để vẽ vòng nách. Vẽ đến đây thì các bạn trải thân trước ra và chúng ta sẽ cắt. Phần dưới các bạn cắt theo thân trước như này. Thân trên thì các bạn lại cắt theo đường vần Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu giãn dập Các bạn để nguyên thân trước và thân sau như thầy Chúng ta sẽ kẻ để giãn dập thân trước và thân sau Thì các bạn sẽ kẻ 4 phân 1 Cái điểm ngang eo là các bạn xuống 8 phân đánh dấu lại Chúng ta sẽ kẻ 4 phân 1 lên đến cái điểm xuống 8 phân này. Xong đó các bạn sẽ cắt ra theo cái đường chúng ta kẻ thì sẽ được như này. Kẻ cắt xong thì các bạn sẽ trải lên vải và các bạn trải ra. Mình cắt giấy nên mình không gấp. Còn các bạn trải ra thì nó sẽ cái phần nửa bên kia nó cũng như này là nó sẽ được như mẫu. Các bạn sẽ giãn ra trên vải và vẽ theo hình để cắt. Các bạn giãn cái khoảng cách là một phân trước thì các bạn cũng đặt lên vải và các bạn trải ra thân trước thì mình cũng không gấp chỉ là một nửa của thân trước các bạn nhé các bạn cũng giãn với cái khoảng cách là một phân chúng ta đã cắt xong phần thân váy tiếp theo chúng ta sẽ cắt đến ống tay Ở ống tay các bạn trải hai lần vải như này các bạn gấp tiếp một lần như này nữa chúng ta cắt một lần là được hai ống tay bạn kẻ chiều dài tay thì sẽ bằng dài tay cộng với hai phân may và trừ đi 3 phân cái phần bo gấu dài mẫu là 20 cộng với 2 trừ đi 3 thì sẽ còn kẻ chiều dài 19. Các bạn kẻ ngang tay thì sẽ kẻ bằng hạ nách trừ 1, hạ nách mẫu là 22,5, kẻ ngang tay trừ 1 là 21,5. bạn kẻ xuống tay tức là để vòng vẽ vòng nách ở tay thì sẽ bằng hạ nách chia 2 cộng 4. Hạ nách mẫu là 22,5 chia 2 cộng 4 thì sẽ được 15,25 thì chúng ta sẽ kẻ làm tròn hạ xuống là 15. Điểm 15 này các bạn chia ra làm 2, từ đầu vải các bạn vào 4 phân và các bạn kẻ nối từ điểm này lên điểm 4 phân các bạn vẽ vòng nách thì từ điểm phần dưới này các bạn vẽ ra 0,5 nên đến phần trên thì các bạn vẽ ra một phân như vậy là được vòng nách ở ống tay các bạn kẻ ngang cửa tay thì sẽ bằng vòng tay chia 2 và cộng với phân may khi đo để các bạn đo với độ vừa mặc ngay thì chúng ta chỉ cần chia hai cộng với phân may Vòng tay mẫu là 34 chia 2 cộng với 2 phân may thì chúng ta kẻ ngang cửa tay là 19. Các bạn kẻ nối lên điểm ngang tay. Từ đường kẻ phấn các bạn lên một phân và kẻ trúc xuống như này. Vẽ đến đây là các bạn sẽ cắt ống tay ra. Khi cắt xong là các bạn trải ống tay ra và các bạn sẽ cắt bỏ một bên phần ống tay đi như thế này. Cái phần cắt bỏ đi là một phân rưỡi và các bạn đánh dấu cái phần này lại. Khi may thì bắt buộc các bạn phải may cái phần đánh dấu này ra phía trước áo. cắt cái phần bo ống tay thì các bạn cắt chiều ngang là 8 phân và các bạn gấp vào và các bạn may đường may vào một phân thì sẽ còn cái phần bo là 3 phân hoặc tùy theo các bạn thích to nhỏ các bạn điều chỉnh. Như vậy là chúng ta đã cắt xong bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn qua các bạn cách may ghép. Các bạn sẽ bổ cái phần cổ ở phần ngực lên đến cổ. Sau đó các bạn sẽ ghép phần thân trước với thân sau, sau đó các bạn may tay. Và các bạn sẽ may cái phần cổ thì các bạn sẽ lấy cái chân cổ đứt Chân cổ đức và cổ đức thì các bạn vào xem video 239 mình đã hướng dẫn Các bạn vào xem và có cả cách may ở trong đó Chân cổ đức thì như này các bạn sẽ cắt lấy mẫu và các bạn sẽ vẽ to hơn cái phần chân cổ đức như thế này Các bạn may vào là sẽ được mở như mẫu này thì may ghép cũng không khó Quan trọng là các bạn cứ cắt được Đến khi đó các bạn sẽ tự may ghép được Và như vậy là chúng ta đã cắt xong mẫu của ngày hôm nay Và video hôm nay của mình đến đây là hết Các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh Nhấn chuông để cập nhật sớm nhất video tiếp theo Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại